Đây là vườn bưởi hơn 300 gốc sản xuất theo quy trình Việt Gáp của hộ anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Vườn bưởi này chỉ sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học, đồng thời áp dụng kỹ thuật bao quả để hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, ruồi đục quả, từ đó nâng cao chất lượng, mẫu mã quả bưởi. Đặc biệt, việc sản xuất theo hướng an toàn đã góp phần bảo vệ môi trường đất, bảo vệ sức khỏe từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Từ khi mà sản xuất theo mô hình hữu cơ thì là bản thân cái người sản xuất á, là đảm bảo được cái cảm thấy là đảm bảo được cái sức khỏe với đảm bảo được cái an toàn thực phẩm khi mình xuất bán ra thị trường cái sản phẩm của mình. Vì thứ hai là qua một năm sản xuất cái mô hình hữu cơ thì vườn bưởi tôi là đến giai đoạn này là đạt là theo cái tiêu chuẩn mà đã mong muốn từ trước. Gần một tháng nay, anh Toàn và người thân trong gia đình tập trung xuất bán vụ bưởi năm 2022. Theo ước tính, năm nay năng suất và chất lượng bưởi đạt cao hơn năm 2021. Nếu bán với giá hiện tại từ 30 đến 35 ngàn đồng một quả, hiệu quả kinh tế vườn bưởi đem lại cho gia đình đạt hơn 300 triệu đồng. Với vườn bưởi này trên một vạn quả thì gia đình chúng tôi là cùng đạt khoảng có suýt thoát nữa thì cũng phải là trên 3 đến 400 triệu. Không chỉ tập trung mở rộng diện tích sản xuất bưởi Việt Gáp lên đạt gần 1.000 hecta, đến thời điểm này, huyện Hương Khê cũng đã có 10 hecta bưởi của tổ hợp tác Anh Quân ở xã Phúc Trạch được chứng nhận đạt chuẩn Global Gap. Để đạt được chứng nhận này, đòi hỏi phải có quá trình sản xuất chuyên nghiệp và bài bản, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăm sóc. Quy trình Global Gap sản xuất với 194 tiêu chí khác nhau về các chỉ số an toàn, nên tất cả các khâu đều phải thực hiện một cách khoa học đúng như chỉ dẫn, loại bỏ hoàn toàn kiểu canh tác truyền thống. Cảm nhận của chúng tôi thì rất là phấn khởi. Đấy, rất là phấn khởi. Để được có được cái này thì là chắc là có một cái điều kiện rất là quan trọng để chúng tôi có mở rộng được cái thị trường tiêu thụ. Cùng với việc quản lý tốt chỉ dẫn địa lý đặc sản bưởi Phúc Trạch, thời gian vừa qua, huyện Hương Khê cũng tích cực phối hợp với các sở ngành trong tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, áp dụng chuyển đổi số truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bước đầu thực hiện đồng bộ các giải pháp mở ra cơ hội cho loại trái cây đặc sản này vươn ra thị trường quốc tế. Trong thời gian qua thì để quản lý tốt cái thương hiệu cũng như đảm bảo chất lượng của bưởi thì huyện đã tổ chức tập huấn, tổ chức tuyên truyền và đã tổ chức thành lập được 119 tổ hợp tác sản xuất bưởi theo quy trình Việt Gáp. Và trong đó có những tổ Việt Gáp đã được cấp mã số vùng trồng, cũng như là có một tổ đã được chứng nhận Global Gap các cái hồ sơ thủ tục để rồi vụ bưởi năm nay tổ chức xuất khẩu bưởi ra nước ngoài. Huyện Hương Khê hiện có gần 2.000 hecta bưởi Phúc Trạch đã cho thu hoạch. Năng suất trung bình năm 2022 ước đạt 12,3 tấn một hecta, tương đương với sản lượng hơn 23.600 tấn. Thời điểm này, nông dân nơi đây đang thu hoạch rộ bưởi Phúc Trạch.